Tính đến hết năm 2023, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 262 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký thực hiện, 317 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có 314 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký 6,2 tỷ đô la Mỹ và 3 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án FDI thứ cấp tại các khu công nghiệp là 696 ha. Hiện nay, có 21 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhật Bản dẫn đầu với 146 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,8 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc đứng thứ 3 với 64 dự án, Hồng Kông Trung Quốc đứng thứ 3 với 25 dự án. Tại các khu công nghiệp đã có 258 dự án FDI đi vào hoạt động. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp FDI hiện nay khoảng 62.000 người.